Rồi, bây giờ bắt đầu câu hỏi đi. Ở đây chuẩn bị hỏi nghe. Dạ kính thưa thầy, câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ câu hỏi này của Phật tử Đỗ Minh Ngọc. Con thưa sư ông, vì sao người lớn tuổi khi về già lại đổi nết? Họ hay cáu gắt và khắt khe với người khác nếu không đúng ý họ. Người tu khi về già có bị như vậy hay không ạ? Xin sư ông chỉ dạy cho con. Cũng tùy người thôi. Con người tu về già cũng khó, có khi bữa nào thầy cũng khó. Không biết bữa nay về trước đi, để bữa nào lỡ có khó cũng... Tại vì có thể là do cơ thể khi già rồi thì yếu, bệnh, làm cái gì cũng khó, dễ dàng, cho nên dễ sinh ra cáu gắt, đi đứng không giống như hồi xưa. Ví dụ như hồi xưa đây, thầy mà lập chùa Huyền Không á, là leo núi là giống như nhảy từ cục đá này qua cục đá khác. Nhưng bây giờ đâu được nữa, bây giờ là phải đi, là mà nó hơi xuống một chút xíu đó là phải ngồi xuống cái đã rồi mới để chân xuống, để mà xuống, chứ không có dám mà nhảy một cái xuống chẳng hạn vậy. Cho nên nó là cái có thể là do cái cơ thể yếu đi. Với lại nếu mà một người mà thiếu tu tập, thiếu chánh niệm tỉnh giác á, thì cũng dễ dễ bị sân. Bản thân thầy cũng thấy hay sân rồi đó. Dạ thưa thầy, có một lá thư dài ạ. Con xin đọc. Của Phật tử Diệu Phúc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đây đầu đảnh lễ Hòa Thượng cùng quý thầy cô có mặt tại buổi trà đạo sáng nay. Con xin có câu hỏi riêng tư. Kính bạch thầy, bố mẹ chồng của con là trưởng tộc của một dòng họ, nên mỗi khi giỗ tổ, mọi người lại góp tiền mua một con lợn hoặc chó hoặc là gà về giết thịt cúng tổ rồi liên hoan toàn họ. Ít năm gần đây vợ chồng con mới hiểu thế nào là đạo Phật, do đó chúng con về quê phát tâm toàn bộ chi phí cho ngày giỗ tổ để được chấp nhận làm món chay. Con nhận thấy mọi người đa phần vui vẻ lại còn khen ngon nữa. Có nhiều người cứ mong ngày giỗ tổ để vợ chồng con về làm như vậy. Con định giỗ tổ tới sẽ làm tiếp, nhưng chồng con lại phân vân, không muốn làm nữa. Nhà con nói, chúng con làm như thế, như đá ném xuống nước mà thôi, mọi người khó chuyển hóa lắm. Còn con lại nghĩ, vết mòn như đá mài dao. Vì lần nào làm con cũng thỉnh một vị thầy về giảng pháp, mọi người nghe cũng rất hoan hỷ. Con rất muốn duy trì việc đó, con cảm thấy có lợi cho cả người mất lẫn cả người sống. Con xin lời chỉ giáo của thầy, con xin tri ân hòa thượng cùng quý thầy cô và quý Phật tử đã hoan hỷ cho con có cơ hội để được hỏi câu hỏi này ạ. Theo thầy thì khi nào mà còn khả năng làm được thì cứ làm, nên làm. Nhất là có mời thầy về giảng rồi, cái đó là tốt. Để cho mọi người hiểu đạo Phật rồi, đừng có sát sanh, cúng kiểu giống như hồi xưa đạo Bà La Môn nó, họ cũng ăn chay. Nhưng mà họ lại là đến đến cái có cái tế đàn á, là họ lại giết con này con kia đủ thứ hết đó. Cho nên đó là nếu mà để giúp cho họ tránh được sát sanh, có cái thói quen là trong cái ngày giỗ không có sát sanh rồi được nghe pháp nữa, thì cái đó nó tốt. Nếu mình còn có điều kiện thì cũng nên duy trì.
Nhưng mà khi nào mình hết điều kiện, tức là mình không có đủ khả năng làm nữa thì thôi, chứ cái đó không không đừng có gượng ép là được. Rồi. Dạ, câu hỏi của giác pháp ạ. Dạ thưa sư ông, cho con hỏi, con chưa hiểu rõ tu trung đạo là như thế nào, con xin thầy từ bi chỉ dạy để con hiểu rõ hơn ạ. Cái chữ trung đạo á, tức là nó nói chung á, là không có thiên lệch, không có thiên lệch bên này bên kia, không có quá cái gì, không có quá hết á. Ngay cả trong cái thí dụ như thế này, có năm cái yếu tố mà cơ bản để giúp cho mình giác ngộ đó, đó là cái tín, tấn, niệm, định, tuệ chẳng hạn. Cái năm yếu tố này mà nó thiếu á thì cũng không giác ngộ được, mà nó dư cũng không giác ngộ được. Đó, cho nên là cái gì cũng không có không không có làm quá đi. Cái nào mà quá đi là không được. Do đó cái bát chánh đạo á, tức là chính là trung đạo. Tức là mình làm sao mà đúng rồi thôi. Cái đúng á, thì có nhiều người nghĩ rằng là mình phải làm sao mà cho nó thật đúng. Nhưng mà theo thầy á, là cái nào cũng đúng hết trơn á, trừ trừ cái sai ra thôi. Trừ cái sai ra thôi là cái nào cũng đúng hết đó. Chứ đừng có phải bắt mình phải có 10 cái đúng, 20 cái đúng, 50 cái đúng gì, không phải vậy. Cái gì cũng đúng hết á. Chỉ trừ cái sai ra là không đúng thôi. Chứ còn là cái gì cũng đúng hết. Cho nên mình đừng có quá sợ. Nhiều khi sợ quá rồi cứ làm cái gì cũng sợ sợ sợ, sợ muốn cái gì cũng làm, muốn làm cho đúng. Nhưng mà cái đúng mà mình đặt ra đó là sai rồi đó. Đó, chỉ cần là không làm sai là đúng thôi. Chứ đừng có đặt ra cái đúng mà phải phải cố mà làm theo cái đúng nữa. Thì nhiều khi nó lại sai đi. Do đó đó, Đức Phật ngài mới dạy là mình cái giáo pháp của Đức Phật đó là chỉ có nhất hướng là xả ly, ly tham, đoạn diệt, thì khi đó mới an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Tức là chỉ xả ly, ly tham, đoạn diệt thôi, tức là chỉ bỏ cái sai đi thôi, nói chung là vậy, bỏ cái sai xấu đi thôi, thì đó là chánh đạo. Nên nếu sai xấu cũng là không được nè, mà cố đúng tốt cũng không được. Mà trung đạo là bình thường, không sai xấu là được, chứ không cần phải là cố mà đúng tốt. Đó. Cái trung đạo thì nói hoài không hết. Ví dụ như là quá tu khổ hạnh cũng không đúng, không đúng. Hoặc là quá quá dễ vui sống buông lung cũng không đúng. Tức là cái gì nó cũng có, đừng có quá hết á, mà là thực ra là nói là bình thường tâm thì đạo là đúng. Chứ cái bình thường ở đấy là không sai á, bình thường là không sai chứ không có cố đúng. Không sai là đúng chứ không cần cố đúng, mà cố đúng là sai. Cho nên trung đạo là đừng có sai và đừng có cố đúng. Là trung đạo. Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo Nói của khoan, để thầy nói thêm chút xíu. Nói thì nghe có vẻ là giống như chơi á, nhưng thực ra đó mới thực sự nghĩa là trung đạo. Chứ đừng có ngồi mà định nghĩa trung đạo là thế này thế kia, quá trời quá đất đi rồi chẳng hiểu gì hết. Chỉ nói theo chữ nghĩa vậy thôi. Chứ thực ra nó là đơn giản như vậy đó. Trung đạo là vậy thôi. Mà cái đó mỗi người phải, nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác, tức là nếu không có rõ biết thân thọ tâm pháp của mình như thế nào á, thì không biết đâu là sai, đâu là đúng, đâu là quá quá mức rồi. Dạ thưa thầy, câu hỏi của Trần Vinh ạ. Dạ, hiểu thất giác chi theo hướng vô vi vô ngã là như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ok, vô vi vô ngã. Vô vi vô ngã tức là
Nó tùy tùy duyên rồi ứng thôi, chứ không nên là quá cố là tu cái thực giác chi. Vì cái chính á, cái chính là tu tứ niệm xứ, tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là chính. Khi mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đến cái mức mà mình thường rõ biết, không còn mê mờ nữa, thì tự động ứng, nó tự ứng, tự ứng thức giác chi là tự ứng. À, tức là thí dụ như khi tâm mình nó thụ động quá đó, thì mình biết làm sao để nó tự sẽ biết làm sao để thoát ra khỏi thụ động. Mà khi mà cái tâm nó dao động quá đó, thì nó sẽ tự biết làm sao để thoát ra khỏi cái dao động. Đó chính là thức giác chi. Đó. Ví dụ như khi mà nó hơi cái tâm nó có vẻ hơi thụ động một chút xíu đó, thì tự nhiên nó sẽ thoát ra khỏi cái trạng thái thụ động nó bằng bằng cách là niệm trạch pháp, tinh tấn hỷ. Còn khi mà tâm mình nó dao động quá đó, thì tự nhiên là niệm khinh an định xả. Tức là cái đó nó từ 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 quân bình lại đó, thì cái đó cũng là trung đạo đó. Tức là cái thật ra là cái tu tập á, là thầy thường hay ví dụ cái người mà chơi lướt ván á, trên sóng á, thì cuộc đời thì nó luôn là thành bại được mất hơn thua vui khổ, giống như là cái sóng sóng ngoài biển vậy đó. Thế nên mình sống là giống như đang chơi trò chơi lướt ván. Thì lướt ván là sao? Lướt ván là mình giữ thăng bằng được trên cái ván mà nó đang trượt trên cái thăng trầm của cuộc sống. À. Thì cái ván đó nó trượt đó, mình phải giữ được thăng bằng. Còn nếu giữ được thăng bằng là bị cái sóng xô ngã liền. À. Cho nên á, cái tu tập chính là giữ cái thăng bằng của trung đạo. Giữ được thăng bằng tức là trung đạo. Thì thức giác chi đó là đã bắt đầu cái trình độ biết cái giữ thăng bằng. Nhưng mà cái biết này không phải là cái biết của bạn ngã. Nếu mà hữu vi hữu ngã đó, thì mình cố mà giữ thăng bằng thế này, cố giữ thăng bằng thế kia là nó không đúng. Mà đầu tiên là chánh niệm tỉnh giác cái đó. Chánh niệm tỉnh giác là sao? Là khi thăng thì biết thăng, khi trầm thì biết trầm. Đó. Cũng như cái sóng đó, ít đầu tiên là cái người đó nó phải là biết trọn vẹn với là cái sóng lên xuống như thế nào, khi nào lên, khi nào xuống. Nếu không biết cái điều đó đó thì không giữ thăng bằng được. Đó. Còn cái người mà người ta rất rõ ràng là sóng lên, sóng xuống, người ta cảm nhận được một cách tuyệt đối, thì lúc đó người ta sẽ giữ thăng bằng trên những cái sóng lớn, sóng nhỏ gì cũng được. Đó. Thì mình sống trong cuộc đời nó cũng giống vậy, tức là mình phải biết giữ thăng bằng. Đó. Cho nên là có một cái người đó đang biểu diễn một cái suất xiệc đi trên cái sợi dây á. Thì Đức Phật ngài tới ngài nói một câu là ông nó giác ngộ liền. Là tại sao? Vì ông đã từng biết giữ thăng bằng rồi, ông đã từng sống biết giữ thăng bằng rồi. Chính cái trải nghiệm giữ thăng bằng đó, Đức Phật ngài nói cái là ông giác ngộ liền. Đang cái biểu diễn trên cái sợi dây á, Đức Phật ngài nói là ông giác ngộ liền. Nhưng mà cái hữu vi hữu ngã đó thì luôn là làm mất thăng bằng. Vì khi thì quá thiên lệch ngã này, khi thì quá thiên lệch ngã kia. Còn cái người mà biết chánh niệm tỉnh giác, tức là biết trọn trọn vẹn tỉnh thức với chính mình đó, thì mới giữ được thăng bằng. Thì cái thăng bằng đó, cái mà
cái thức giác chi đó chính là cái trình độ giữ được thăng bằng. Rồi xong. Dạ, câu hỏi của một Phật tử là khi trọn vẹn thì không có thời gian là sao ạ? Xin sư ông giải thích rõ thêm ạ. Cái thời gian là nó cái không thời gian ở đây là thời gian tâm lý. Còn cái thời gian mà thời gian tạm thời là cái thời gian tự nhiên ấy. Thời gian mà thời gian tự nhiên ấy, thì nó không có thời gian. Bởi vì nó lúc nào nó cũng trọn vẹn với nó, cho nên nó không có thời gian. Nhưng mà thời gian mình là do mình. Thí dụ như bây giờ mình đợi một cái người nào đó, tự nhiên mình thấy rất là lâu đó. Thì cái đó là cái lâu đó là do là mình tạo, mình bắt đầu mình trong đó mình tạo ra cái khái niệm về thời gian đó. Thì cái khái niệm về thời gian đó đó tùy mỗi người. Thí dụ như thế này, có người thì thấy một ngày sao nó dài quá đi. Ngày sao nó quá dài. Thí dụ như họ đang giả sử một người nó đang ở trong tù chẳng hạn, thấy một ngày sao nó dài quá đi. Nhưng mà giả sử như một người làm một cái công việc gì đó, làm một công việc gì đó cần để hoàn thành, thì thấy là thời gian sao nó ngắn quá đó, không đủ thời gian để làm. Hồi xưa thầy học á, thầy tự học á, tự nghiên cứu học hỏi mày mò, là thầy cứ trong bụng cứ muốn là tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà nó không có 48 tiếng đồng hồ cho mình cho mình có thời gian để mà nghiên cứu học hỏi. Nên cái thời gian đó là thời gian tâm lý. Khi ai cần thời gian ấy, thì nó là thấy nó ngắn. Nhưng mà ai là đang chịu đựng một cái gì đó thì nó thấy nó dài. Thì cái đó mới là mới tự nhiên cái khái niệm thời gian nó mới khởi lên. Chứ còn khi mình sống trọn vẹn thì đâu có khái niệm thời gian gì đó. Có một cái điều này ấy, là trải nghiệm của thầy này, là đi khất thực. Đi khất thực là một điều kỳ diệu. Đi khất thực mà đi đúng nghĩa đó, là một điều kỳ diệu. Là mình đi rất là xa mà không hề thấy mệt, mà không hề có thấy thời gian. Tại vì sao? Bởi vì khi mình đi khất thực là mình trọn vẹn từng bước đi đó. Mình cứ đi mà nó đi rất là xa. Mà giả sử như bây giờ mình là muốn đi tới cái chỗ đó để mà làm cái gì đó đó, thì mình thấy là sao nó lâu quá đấy, đi hoài không tới. Tại sao mà khi mình đi tới một cái chỗ nào mới lạ, mình đi tìm nhà ai đó, một tới nhà đó mới lạ, thì mình thấy sao mà nó đi lâu quá đấy, mà chưa tới. Đến khi đi về mình biết đường rồi, cái ủa sao đi cái tới liền. Phải không? Những chuyện đó rất là bình thường trong đời sống, để cho ta thấy là cái thời gian là do tâm lý của con người, cho nên thời gian vẫn là khái niệm. Thời gian vẫn là khái niệm. À, còn cái thời gian thực á, thì nó lại không có thời gian. Cái thời gian thực á, là nó là như vậy chứ không phải là thời gian gì cả. Đó.